nè cả nhà cái áo phát như đã mới vừa may xong rồi nè đó cái này đà nhi sẽ quay sát cho như cả nhà xem nha cái này là phía sau của cái áo Ở đây là cái bo lai bo lai đây là thân cái này là giải nhi trang trí nhiều nhiều màu giải vô cho nó đẹp nha cả nhà đó đây là cái cổ sau nè đây là tay áo nè tay áo có bo luôn nha bo lai ta tay nè ừ, qua đây là cái cổ sao đây là tay đây là như nói nghe cả nhà ha giải các nhiều ba bốn màu như sẽ nói lại thành cái áo đó, nó thấy cũng hay lạ cả nhà ơi ở đây là bo lai đây là bên sườn nhi cũng trang trí nói nè nhìn thấy cũng hay lắm cả nhà đó ở trên đây là cái nón đây đây là cái sóng nón nha đây là cổ sao nè cả nhà thấy cổ sao không cái dòng cổ từ đây qua đây nó rất là tròn luôn ha đây là cái vai đó rồi kế tiếp đây là thân trước đó, thân trước cho cả nhà nhi phối các loại giải lợi nhìn cái áo thấy nó cũng hay lắm ha cả nhà độc lạ luôn á đây là cái túi đây là cái bo lai đây là cái túi nè cả nhà ừ. đây là cái túi này như chạy canh sai nha đó như chạy giúp uh, chắc đó ở trong đây là giải hai da nha cả nhà giải hai da mặc các loại ấm cho mùa lạnh này nha đó ở đây là cái phần túi à, cả nhà thấy đẹp không còn ở trên đây là cái cọ cái cái chữ n nha đây là chữ n à, chữ n là chữ nhi đó ở đây là cổ áo nè cả nhà ở trên đây cái dai nha cái dai như cũng trang trí một bên là dễ màu hồng ở đây cũng giải màu hồng luôn nha thấy nó lạ mắt cả nhà rất là đẹp cái cổ nè cả nhà thấy cái cổ trước không cửa trước rất là tròn hai cái phi nè ngang nhau đây là hai sợi dây cũng đều nhau luôn hết cả nhà đó đây là cái nón nè cái nhà cái nón nè đó cái nón đấy không rồi đây là cái má nón nè cả nhà thấy đẹp không cả nhà má nón đó như nói nhiều loại giải vô thấy cũng hay hay cả nhà đó rồi bên đây cũng vậy bên đây cũng có má nón nữa, nè đó thấy không cả nhà rồi. phía bên đây là cái phía bên đây là cái tay cái tay đây cái tay phía trước nè phía trước thì như để ba loại giải màu đỏ không phải màu với cái màu xanh màu xám cái hình chiếc xe rất là đẹp luôn cả nhà còn phía sau nè phía sau thì một loại giải rất là đẹp luôn đây là cái cổ áo nè cái nón nè Ừ. áo này mặc cho mùa đông ấm lắm cả nhà ơi ấm lắm đẹp lắm luôn đây là hai loại giải nha đây cả nhà thấy loại giải không loại giải nó có nhung có nhung nè thấy không ừ. có nhung có nhung nè hai da nha cả nhà bên đây cũng vậy nè có nhung có nhung nè rất là đẹp mùa lạnh này chỉ có cái loại giải này mới chịu nổi thôi cả nhà ơi hiện tại bây giờ là là đã ở ngoài đờ âm hai độ rồi đó đó. mình sẽ quay tổng quan cái áo cho cả nhà coi nha rất là đẹp luôn đó em cả nhà cái áo rất là đẹp áo này là xe ếch bạn nào xe ếch là mặc áo này xe xây... cái áo này là vừa hết luôn á cả nhà đây là phía trong cái nón nè đó cái nón rất là đẹp luôn ủa dễ nhung nè cả nhà rất là đẹp luôn nè thấy không nè đó đây đây là tổng quan của cái nón cái má nón ừ. cái cổ rất là đẹp cả nhà ơi cổ tròn ghê luôn á vậy thôi nhi xin kết thúc đây cả nhà ơi. nhi sẽ quay máng móc cho cả nhà xem nha đây đây là cái cổ áo cái nón nè cả nhà đó cả nhà thấy dòng cổ rất là đẹp không trên đây là cái nón nè dòng cổ rất là tròn luôn thấy không cả nhà đó bên đây là cái tay nè à, cái tay này nhi cũng phối giải luôn nè à. còn bên đây là cái bo lai bo lai và bo tay ha nhi có may bo hết ha còn đây là túi Đó, túi thì nhi chạy uh, giúp chết ở trong đây là giải hai da nghe cả nhà đây là giải hai da nha giải có lông áo rất là đẹp ở trên đây là cái nón nè hai cái sợi dây nè đúng không cả nhà ở đây là nhi ở đây nhi làm phi luôn nha dòng cổ rất là đẹp tròn đó cả nhà ở đằng trước cái tay bên đây cũng vậy đúng không cả nhà như phối ba màu luôn á rất là đẹp luôn đúng không cả nhà áo này là say ếch nha bạn nào mặc xay ếch thì áo này mặc vừa áo này nhìn thấy nó bụi lắm cả nhà ơi thấy vậy chứ lên hình thì thấy nó không có đẹp không có nổi hung chứ ở ngoài nhìn đẹp lắm áo này là chỗ hip hop luôn á đây cả nhà ơi bây giờ nhi đã may xong thêm một cái áo thứ hai nữa nha cái này là nó khác hơn cái kia Cái kia là cái bo lai là màu tím Còn cái này là bo lai màu hồng Và cái chữ N kia là màu hồng Ở mà này chữ N là màu nâu nha Đó Đây Chữ N này Nha okay, cả nhà Ở đây Đây là cái cổ áo nha Đó Cổ áo đây là tay áo đây cái tay là cái bo màu hồng nha, màu calipin, màu hồng rất là đẹp luôn cả nhà ơi. còn bên đây, bên đây là cũng cái bo cũng màu hồng luôn. bên đây cái bo tay cũng màu hồng luôn nha cả nhà như hai cái hai cái thì cái cách phối giải cũng giống bông màu y gan vậy đó nhưng mà chỉ khác là cái bo lai và cái chữ n nha cả nhà đó đó là tổng quan của cái áo cả nhà cả nhà nhìn thấy đẹp không ở đây là cái 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 dòng bo nè à, ở đây là từ cái bên phải nè qua bên trái nè à, mai cái dúng bo rất là đẹp rất là đều Đúng không cả nhà ở đây là giải hai gian nha cả nhà Giải này mặc cái mùa đông đẹp lắm. Áo là áo size ếch nha. À, bạn nào mặc áo size ếch thì cái áo này mặc vừa. Rất là đẹp. Còn đây là tổng quan phía sau. Phía sau của cái áo nha. Đó. Trên đây là cái cổ sau nè. Nón. còn ở đây là cái uh, tay phía sau cái tay phía sau thì nó có một màu Nha cái nhà ở đây là cái bo đây là cái bo tay nè đó dúng rất là đều còn ở đây là cái bo lai nè cái bo lai nó cũng vậy luôn nha cả nhà đó bên đây là uh, cũng y vậy luôn nha nè này áo này thì nhi phối thấy cũng hay lắm cả nhà nhìn nó bụi lắm nó tin lắm áo này mặc mùa đông rất là đẹp dễ dày giải hai da đó. cái này là cái thứ hai cái thứ nhất thì như giao cho khách rồi mà cái bo lai màu tím cái bo tay màu tím con này cái thứ hai Đó. Nhi sẽ quay cận cảnh, cảnh sát cho cái nhà xem nha Rất là đẹp luôn Bo lai rất là tròn luôn nè cả nhà thấy không À, bo tay rất là tròn. Đúng không nhà? Ở đây là bo tai cũng vậy luôn. Này bo tai nè. Bo tai rất là đẹp. Đúng không cả nhà? Đó rất là tròn luôn nè cả nhà. Đó. đây là cái hông túi nè cả nhà. túi nè. này là cái nón nè cả à, cái nhà thấy bụi không cái cổ rất là tròn nha cả nhà đây cái cổ nè cổ từ đây nè dòng ở đây rất là tròn luôn à. đây là cái nón đó nón rất là đẹp ấm lắm cả nhà ơi nè phía trong cái nón nè rất là ấm Đó là tổng quan cái áo đó cả nhà. Thôi Nhi xin kết thúc đây nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.